Ai nắm trùm khu trường em vậy anh? Tìm được chưa? Là ai? Ừ, dạ anh nói tao. Được, bây giờ kéo nhau đi xử cái đứa tên tao đó luôn cho gọn. Có thiệt là đại tỷ dạy văn không vợ? Tìm tao có chuyện gì? Giải được lời nguyền chưa? Mày là tao đó hả? Không, tao không phải mày. Đương nhiên tao không phải là tao. Tao hỏi mày, tao là đứa nào? Mày là mày chứ ai là mày là sao? Vậy mày là ai? Tao là tao chứ là ai? Ê, tao bực mình rồi đấy nha. Tao hỏi lại lần cuối, mày có phải là tao không? Sao tao là mày được, con mẹ này? Mày kiếm ai? Tao kiếm tao, tao đâu? Mày, mày đứng ngay đây chứ đâu, cái con điên này. Mày giỡn mặt với tao hả? Đưa tao ra đây. Mày giỡn mặt với tao thì có, ăn nói ngang ngược à. Hồi đầu óc mày có vấn đề hả? Mày có hiểu cái gì không? Cool.